안녕하세요. Xin chào các bạn. Hôm nay mình tiếp tục giới thiệu với các bạn 40 câu ngắn tiếng Hàn thường dùng trong giao tiếp. Các câu ngắn này thì rất dễ dàng để ghi nhớ và dễ sử dụng. Các bạn hãy cùng theo dõi nội dung của bài ngày hôm nay nhé. Chúng ta hãy cùng theo dõi, các bạn hãy nghe và nhớ lại. 여러분 잘 듣고 따라하세요. Hãy nghe rõ và nhớ lại nhé. 너무 일러요. 너무 일러요. 너무 일러요. Còn quá sớm. 너무, 너무 mà nghĩa là quá. Còn 일러요. Gốc của nó sẽ là 이르다. 이르다 mang nghĩa là sớm. Khi mà các bạn chia theo đuôi yo thì 이르다 sẽ chuyển thành 일러요. 일러요. Các bạn chú ý nhé. 너무 일러요. Còn quá sớm. 문자 하세요. 문자 하세요. 문자 하세요. Hãy nhắn tin đi ạ. Chúng ta sẽ có ở đây 문자 mang nghĩa là tin nhắn, còn 문자하다 mang nghĩa là nhắn tin. Ở dạng đuôi khuyên nhủ hoặc là yêu cầu đề nghị thì chúng ta sử dụng với 하세요. 문자하세요. Hãy nhắn tin đi ạ. 문제 없어요. 문제 없어요. 문제 없어요. Không có vấn đề gì. 문제 mang nghĩa là vấn đề. 없어요 mang nghĩa là không có. 문제 없어요. Không có vấn đề gì cả. Không có vấn đề gì đâu. 묻지 마세요. 묻지 마세요. 묻지 마세요. Đừng hỏi. Ở đây ta sẽ có 묻다. 묻다 mang nghĩa là hỏi. Còn động từ 뭐다 đi cộng với 지 마세요 mang nghĩa là đừng. Xin đừng hỏi. 묻지 마세요 nghĩa là xin đừng hỏi hoặc là đừng hỏi nữa. 기다려 주세요. 기다려 주세요. 기다려 주세요. Xin hãy đợi. Ở đây chúng ta sẽ có động từ là 기다리다. 기다리다 khi mà các bạn chia theo đuôi 요 sẽ trở thành là 기다려요. Và khi các bạn bỏ 요 kết hợp với 주세요 thì nó là một dạng đuôi câu nhờ vả, mang nghĩa là gì nhỉ? Làm ơn thì hãy đợi hoặc là gì nhỉ? Xin hãy đợi tôi. 기다려 주세요. Xin hãy đợi ạ hoặc là gì nhỉ? Làm ơn hãy đợi. 난 무서워요. 난 무서워요. 난 무서워요. Tôi sợ. 난 gốc của nó sẽ là 나는. 나 có nghĩa là tôi, tớ, mình, tao. 나는 나는 무서워요. Gốc của nó sẽ là 무섭다. 무섭다 khi mà các bạn chia theo yo thì biểu cái chữ bờ này này, các bạn sẽ chuyển thành 우요. 난 무서워요. Tôi sợ quá, tôi sợ lắm. 확실한가요? 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 Chắc chắn không? Đây chúng ta sẽ có 확실하다. Gốc của nó sẽ là 확실하다. Mang nghĩa là gì nhỉ? Chắc chắn. Còn cái đuôi 는가요? Các bạn hiểu là một đuôi câu hỏi thông thường. 확실한가요? Có chắc chắn không? Em có chắc chắn không? Chắc chắn chứ. 진정하세요. 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 Bình tĩnh đi ạ. Ở đây 진정하다 mang nghĩa là bình tĩnh hoặc là trấn tĩnh. 진정하세요 một lời khuyên nhủ hoặc là yêu cầu hoặc là đề nghị, hãy bình tĩnh đi ạ. 몸 조심하세요. 몸 조심하세요. 몸 조심하세요. Chú ý giữ sức khỏe nhé hoặc là hãy chú ý sức khỏe nhé. Chúng ta sẽ có 몸 mang nghĩa là cơ thể. 조심하다 mang nghĩa là cẩn thận hoặc là chúng ta hiểu là chú ý hoặc là giữ gìn. 몸 조심하세요. Hãy chú ý sức khỏe nhé. 안 됐네요. 안 됐네요. 안 됐네요. Không được rồi. Ta sẽ có gốc ở đây 안 mang nghĩa là không, một từ phủ định. 됐다 mang nghĩa là được. 안 됐다 mang nghĩa là không được. Còn cái đuôi câu 네요 này là một đuôi câu cảm thán. Khi mà các bạn thường là khi các bạn phát hiện ra một cái điều gì đó, các bạn thể hiện sự ngạc nhiên ấy, các bạn sẽ thêm vào, các bạn biểu hiện cái sự ngạc nhiên của mình. 안 됐네요. Thôi không được rồi. Tức là gì nhỉ? Chết mất không được rồi. 안 됐네요. Không được rồi. Thì khi các bạn nói như thế thì các bạn thể hiện cái sự ngạc nhiên, có xem một chút thất vọng. 너무 좋아요. 너무 좋아요. 너무 좋아요. Quá tốt. Chúng ta sẽ có 너무 chính là dạng viết tắt của 너무. 너무 mang nghĩa là gì nhỉ? Quá hoặc là lắm. 좋아요 mang nghĩa là tốt hoặc là được. 너무 thì các bạn chính là viết của cái chữ 너 và thêm m, âm tiết m vào
ghép đằng sau. Chúng ta sẽ có 너무, viết gọn sẽ trở thành 넘, 넘 좋아요. Quá tốt hoặc là tốt quá đi. 시간이 다 됐어요. 시간이 다 됐어요. 시간이 다 됐어요. Thời gian đã hết rồi. 시간, thời gian, 다 됐어요. Mà nghĩa là gì nhỉ? 다 là tất cả, hết. 시간이 다 됐어요. Thời gian đã hết rồi. 소리치세요. 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 Hét lên nào. 소리 có nghĩa là gì nhỉ? Tiếng hoặc là âm thanh. 치다 chúng ta hiểu là gì nhỉ? Phóng ra hoặc là phát ra hoặc là hét lên ấy. 소리치세요 có nghĩa là gì nhỉ? Hãy hét lên nào, hãy lớn tiếng lên nào. 도움이 필요해요. 도움이 필요해요. 도움이 필요해요. Tôi cần giúp đỡ. 도움, 도움 mà nghĩa là cái sự giúp đỡ. 필요해요, gốc của nó sẽ là 필요하다 mà nghĩa là cần, cần thiết. 도움이 필요해요. Tôi cần giúp đỡ, tôi cần sự giúp đỡ. 거기 누구죠? 거기 누구죠? 거기 누구죠? Ai đó? 거기 có nghĩa là gì nhỉ? Đó. 누구 là ai? 지요? Ai đó? Ai đó hay là gì nhỉ? Đằng đó hay là gì nhỉ? Đó là ai thế? 거기 누구죠? Chúng ta có thể hiểu là chúng ta dùng câu này khi mà ví dụ có ai đó gõ cửa chẳng hạn. Cốc cốc cốc, chúng ta hỏi rằng 거기 누구죠? Ai đó? Ai đấy? 전 아주 건강해요. 전 아주 건강해요. 전 아주 건강해요. Em rất khỏe hoặc là mình rất khỏe hoặc là con rất khỏe. 전 dạng viết gọn của 저는. 저 là một từ xưng hô khiêm tốn. 저는 em thì rất 아주 là rất 건강해요. 건강해요 mà nghĩa là khỏe, khỏe mạnh. Em rất khỏe. 절대로 그렇지 않아요. 절대로 그렇지 않아요. 절대로 그렇지 않아요. Tuyệt đối không phải thế. 절대로 có nghĩa là gì? Tuyệt đối. 그렇지. 그렇다. Chúng ta sẽ có 그렇다. Gốc của nó là 그렇다. Mà nghĩa là gì nhỉ? Như thế, như đấy. Còn bỏ ta đi cộng với 지 않아요. Mà nghĩa là không phải. Đây là một cái đuôi phủ định. 절대로 그렇지 않아요. Tuyệt đối không phải thế đâu. Hoặc là tuyệt đối không phải là như thế đâu. 농담이죠? 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 Đùa phải không? 농담, 농담 có nghĩa là sự đùa cột, sự đùa cợt ấy. 농담, 농담이죠? 미지요? 농담이죠? Đùa phải không? Em đùa phải không? Hoặc là gì nhỉ? Là đùa thôi phải không? 별거 아니에요. 별거 아니에요. 별거 아니에요. Chuyện đó không đáng gì. Hoặc chúng ta hiểu không có gì đặc biệt cả. 별, 별거 mà nghĩa là gì nhỉ? 별 mà nghĩa là biệt ấy. 거 là cái. 별거 mà nghĩa là cái đặc biệt hoặc là gì? Việc đặc biệt. 아니, 아니다 mà nghĩa là không phải. 아니에요 là không phải. 별거 아니에요 có nghĩa là gì nhỉ? Không phải là cái gì đặc biệt đâu. Hoặc chúng ta hiểu chuyện đó không đáng gì đâu. Chuyện đó không đặc biệt đâu. 그는 건장하네요. 그는 건장하네요. 그는 건장하네요. Anh ta cường tráng ghê. 그는 anh ấy hoặc là anh ta. 건장하다, 건장하다 mà nghĩa là cường tráng, khỏe mạnh, vạm vỡ. Khi mà các bạn nhìn thấy ai đó có vẻ thân hình rất là cường tráng, khỏe mạnh, các bạn thể hiện sự cảm thán ý, thì các bạn sử dụng với đuôi 네요. 그는 건장하네요. Anh ta cường tráng ghê nhỉ? Hoặc là gì nhỉ? Anh ta cường tráng thật đấy. 그는 건장하네요. 두려워해요. 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 Tôi lo sợ lắm. Chúng ta có 두려워하다 cũng mang nghĩa là sợ, sợ hãi, sợ sệt. 두려워해요. Tôi lo sợ lắm hoặc là gì? Tôi sợ lắm. 갑시다. 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 Đi nào, đi thôi. Chúng ta có gốc của nó là động từ 가다. 가다 khi mà các bạn bỏ 다 đi gắn 비읍시다 vào thì nó trở thành một đuôi câu mệnh lệnh, đề nghị. Hoặc là rủ rê, chúng ta hãy cùng đi nào, chúng ta hãy cùng thực hiện hành động. 갑시다, chúng ta đi thôi, chúng ta đi nào.
가도 돼요? 가도 돼요? 가도 돼요? Tôi đi được không? Động từ 가다, bỏ ta đi kết hợp với tôi đều mà nghĩa là làm cái gì đó được không? Cụ thể là 가도 돼요? Tôi đi được không? Hoặc là gì nhỉ? Bây giờ tôi đi được chứ? 여기 있어요. 여기 있어요. 여기 있어요. Đây ạ, hoặc là có ở đây ạ. 여기 là đây. 있어요 mà nghĩa là có. 여기 있어요. Đây ạ. 그거 알고 있어요? 그거 알고 있어요? 그거 알고 있어요? Em biết điều đó không? 그거 có nghĩa là gì nhỉ? Cái đó hoặc là điều đó. 알다 có nghĩa là biết. Động từ cộng với 고 있어요 mà nghĩa là đang, tức là chỉ cái sự duy trì của trạng thái, tức là em có đang biết cái điều đó không? 그거 알고 있어요? Em biết điều đó không? 듣고 있나요? 듣고 있나요? 듣고 있나요? Bạn có đang nghe không vậy? 듣다 mà nghĩa là nghe. Động từ bỏ ta đi cộng với 고 있어요 hoặc là 고 있나요 mà nghĩa là đang. Cái đuôi, thực ra cái đuôi 나요 này nó rất là giống cái đuôi 어요. Các bạn có thể sử dụng là gì nhỉ? 듣고 있어요 hoặc các bạn sử dụng với 듣고 있나요. Thì cái đuôi 나요 này cũng là một đuôi dạng câu hỏi rất là nhẹ nhàng và lịch sự. 듣고 있나요? Bạn có đang nghe không vậy? Tuy nhiên thì khác với 있어요 thì cái đuôi 나요 này nó chỉ sử dụng ở dạng câu hỏi thôi, các bạn không sử dụng ở dạng câu trả lời. Ví dụ các bạn trả lời rằng 네, vâng, tôi đang nghe. Các bạn không thể nói rằng 네, 듣고 있나요? Thì như thế là không được. Các bạn chỉ có thể nói rằng 네, 듣고 있어요. Vâng, em đang nghe ạ. Thì hạn chế của cái đuôi 나요 này chỉ dùng thể khi hỏi thôi, các bạn không dùng trong câu trần thuật. 이제 충분해요. 이제 충분해요. 이제 충분해요. Thôi đủ rồi. 이제 có nghĩa là gì? Bây giờ đấy. 충분해요. Đủ rồi. 충분하다 mà nghĩa là đủ. 이제 충분해요. Thôi đủ rồi. Thường các bạn có thể dùng là gì nhỉ? Ví dụ khi các bạn cãi nhau ấy và một người không muốn nghe nữa và nói rằng 이제 충분해요. Thôi đủ rồi đấy. 당신이 부러워요. 당신이 부러워요. 당신이 부러워요. Tôi ghen tị với bạn. 부러워요. Ghen tị. 당신이 부러워요. Tôi ghen tị với bạn. 당신이 미워요. 당신이 미워요. 당신이 미워요. Anh ghét em hoặc là em ghét anh. 당신. Bạn hoặc là anh chị hoặc là em. 미워요. Có nghĩa là ghét. 좋은 대로 하세요. 좋은 대로 하세요. 좋은 대로 하세요. Hãy làm như bạn thích. Nó sẽ có 대로 mang nghĩa là theo hoặc là như, theo như. 좋은 대로 하세요. 하세요 có nghĩa là hãy làm theo như cái bạn thích. 그런 것 같아요. 그런 것 같아요. 그런 것 같아요. Có lẽ vậy. 그런 것 같아요. Có lẽ là vậy, có lẽ là thế. 괜찮겠어요? 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 Chị sẽ ổn chứ? 괜찮겠어요? Chúng ta sẽ có ở đây 괜찮다 mang nghĩa là ổn hoặc là không sao. Còn 깼다 nó mang nghĩa là sẽ. 괜찮겠어요? Chị sẽ ổn chứ hoặc là chị sẽ không sao chứ? Ở đây chúng ta sẽ có 받침, ở đây là 받침 kép. Các bạn sẽ giữ lại một 받침 sẽ là 괜찮. Còn âm h ở đây các bạn sẽ đọc nối lên với âm g. Và ở vị trí của g để các bạn phát âm giống âm khờ. 괜찮겠어요? 괜찮아요. 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 Tôi ổn. Ở đây chúng ta sẽ phát âm là 괜찮아요. Ở đây bắt chim kép nhưng mà âm h được coi là âm câm. Khi mà theo sau của nó là phụ âm như thế này thì các bạn sẽ nối n lên và các bạn sẽ phát âm ở đây là 괜찮아요. 괜찮아요. Tôi ổn, tôi không sao đâu. 그런가요? 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 Là vậy sao? 그런가요? Là vậy sao? Là thế sao? 잘 지내세요. 잘 지내세요. 잘 지내세요. Em sống tốt nhé. 잘 có nghĩa là tốt, giỏi. 지내다 mà nghĩa là sống hoặc là trải qua.
지내세요 mà nghĩa là gì? Em hãy sống, 잘 지내세요. Em hãy sống tốt nhé. Hoặc chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản là gì nhỉ? Em sống khỏe nhé, hoặc là gì nhỉ? Em giữ gìn sức khỏe nhé. 무슨 일이 생겼어요? 무슨 일이 생겼어요? 무슨 일이 생겼어요? Có chuyện gì xảy ra vậy? Thì sẽ có. Ở đây chúng ta sẽ có là gì? 무슨 일, 무슨 일 mà nghĩa là gì nhỉ? Việc gì hoặc là chuyện gì. 생기다 mà nghĩa là xảy ra. Còn đã xảy ra các bạn sẽ chia theo đuôi quá khứ là 생겼어요. 무슨 일이 생겼어요. Có chuyện gì xảy ra vậy. Khi phát âm thì các bạn chú ý nối bắt chim lên nhé. 무슨 일이 생겼어요. 무슨 일이 생겼어요. Có chuyện gì xảy ra vậy. Hoặc là đã xảy ra chuyện gì vậy. 제 자신이 너무 미워요. 제 자신이 너무 미워요. 제 자신이 너무 미워요. Mình ghét hoặc là gì nhỉ? Mình rất là ghét bản thân mình. 제 có nghĩa là gì nhỉ? Của mình, của tôi. 자신 là bản thân. 제 자신 có nghĩa là bản thân của mình, bản thân tôi. 너무 là gì nhỉ? Rất hoặc là quá hoặc là lắm. 미워요 có nghĩa là ghét. Mình ghét bản thân mình lắm hoặc là mình ghét bản thân mình ghê. 소개해 주세요. 소개해 주세요. 소개해 주세요. Hãy làm một cách thật mạnh mẽ. 소개 mà nghĩa là gì nhỉ? Một cách mạnh mẽ. 해 주다 mà nghĩa là làm cho. 해 주세요 mà nghĩa là hãy làm cho. 소개해 주세요. Hãy làm một cách mạnh mẽ ạ. Hoặc là nhỉ? Hãy làm cho tôi một cách mạnh mẽ. Tùy trường hợp mà các bạn có thể hiểu là một cách mạnh mẽ. Ví dụ là gì nhỉ? Hãy massage người cho tôi một cách thật là mạnh mẽ. Hoặc là hãy vo quần áo một cách thật là mạnh mẽ. 언제부터 그랬어요? 언제부터 그랬어요? 언제부터 그랬어요? Bị như thế từ khi nào? Thì sẽ có 언제 là khi nào? 부터 là từ. 언제부터 là từ khi nào? 그랬어요 mà nghĩa là gì? Đã như thế, đã như vậy, đã như đó. 언제부터 그랬어요? Bị như thế từ khi nào? Hoặc là gì? Bị như thế từ khi nào vậy? 덕분에 잘 지내요. 덕분에 잘 지내요. 덕분에 잘 지내요. Nhờ có anh tôi vẫn sống tốt. 덕분에 mà nghĩa là nhờ vào. Ở trên đây thì danh từ có thể lược bỏ đi. 잘 지내요 mà nghĩa là gì nhỉ? Đang sống tốt hoặc là đang vẫn khỏe mạnh. Ví dụ khi ai đó hỏi chúng ta rằng 요즘 어떻게 지내요? Dạo này bạn sống thế nào? Thì bạn có thể trả lời rằng 덕분에 잘 지내요. Hoặc là gì nhỉ? 선생님 덕분에 잘 지내요. Nhờ có cô hoặc là nhờ có thầy mà em vẫn sống tốt. Thì đây là một câu thể hiện cái sự khiêm tốn. Vừa rồi mình chia sẻ với các bạn 40 câu ngắn. Các câu ngắn này thì chỉ có vài chữ trong một câu thôi đúng không? Rất ngắn gọn và rất dễ dàng để ghi nhớ. Và những câu ngắn này thì cũng được người Hàn Quốc sử dụng nhiều trong giao tiếp. Chính vì vậy các bạn hãy ghi nhớ để có thể sử dụng một cách thật tự nhiên nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.